chưa bao giờ nhìn thấy qua một cô gái lợi hại đến thế. Lái chiếc xe BMW siêu sang để chạy xe công nghệ, khách hàng không ngờ còn là hai đại ca của Hắc Bang. Nhưng khi đại ca Hắc Bang vừa nhìn thấy cô là nữ nhi thì phút chốc có chút do dự, nhưng kẻ thù đã đuổi tới sát nút rồi. Không còn cách nào khác đành phải ngồi lên xe. Giây tiếp theo, Eunha với thao tác cực nhanh đã lái xe lùi về sau, lướt ngang qua chiếc xe của bọn sát thủ đang đuổi theo. Tiếp theo, một cú bẻ lái trượt bánh sau ngoạn mục và trả số cực nhanh. Đại ca Hắc Bang tới bây giờ mới ý thức được cô gái trước mặt này có chút lợi hại, ông ta vội vàng cài dây an toàn vào. Lúc này sát thủ phía sau đã từ từ tiến tới gần. Eunha lại một cú trượt bánh xe sau, đụng ngã chướng ngại vật, chiếc xe của sát thủ trực tiếp bị đụng mạnh vào phía đuôi xe. Đại ca Hắc Bang phút chốc ngạc nhiên tới mức sững sờ. Lợi hại, còn Eunha thì vẫn vô cùng điềm tĩnh, cầm ly nước lên uống nhẹ nhàng. Sát thủ sau khi nhìn thấy thì phút chốc tức điên lên, trực tiếp lái xe tới trước mặt muốn chặn đầu xe của họ lại. Không ngờ Eunha lại tiếp tục bẻ lái trượt bánh sau quay đầu xe, một lần nữa thoát khỏi nghịch cảnh. Tiếp theo sau, chạy vào trong một con phố nhỏ hẹp, một cú trượt bánh sau quay đầu xe ngoạn mục. Chiếc xe cực kỳ nhẹ nhàng khi dừng lại ở giữa hai chiếc xe đang đậu. Sau đó vội vàng tắt đèn cúi thấp đầu xuống. Kẻ thủ khi chạy ngang qua hoàn toàn không hề phát giác ra. Sau khi tránh né được sát thủ, Eunha một lần nữa khởi động xe hơi, nhưng thật trùng hợp lại bắt gặp tốp sát thủ thứ hai. Eunha phút chốc kéo căng thắng xe, sau đó thêm một cú trượt bánh sau và tiếp theo là bẻ lái vô lăng theo hướng ngược lại. Trong thoáng chốc, khoảng cách giữa hai chiếc xe chỉ còn lại 0.1 nanomet. Tiếp theo sau, đạp thật mạnh vào chân ga, tăng tốc độ của động cơ lên, nâng cao lên tới 35.000 vòng. Chiếc xe hơi phút chốc bay lên cao. Tiếp theo sau khi chạm đất, ở một ngã tư đường trượt bánh sau bẻ lái xe qua phải, đuôi xe đã đụng vào dàn giáo bằng tre ở bên đường, trực tiếp khiến cho xe hơi của kẻ địch bị chặn lại ở ngay tại chỗ. Khi nhìn thấy sắp sửa chạy xuyên qua đường, thì một chiếc xe lửa đột nhiên xuất hiện. Còn chiếc xe của kẻ địch thì cũng sắp sửa đuổi tới nơi rồi. Eunha trực tiếp trả số và đạp vào chân ga, đuổi theo chiếc xe lửa đang chạy ở cửa ngõ kế tiếp. Eunha xoay đuôi xe đụng gãy lan can. Nguy cơ sau cùng cuối cùng đã kết thúc, và cô gái này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cô gái này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà ngay cả đại ca Hắc Bang cũng phải nể phục cô? Không những tích cực giao nộp tiền bảo kê, mà còn khen ngợi cô điên cuồng. Nhưng Eunha không muốn dính dáng tới anh ta, bởi vì thân là một tài xế giao hàng đặc biệt, cô bắt buộc phải tuân thủ theo sự điều động của ông chủ. Sau khi nhận được nhiệm vụ, Eunha lập tức đi tới vị trí của địa điểm được chỉ định. Điều kỳ lạ là, khách hàng hôm nay đã chờ đợi rất lâu cũng không thấy xuất hiện, không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn đã có điều không hay xảy ra. Đột nhiên một bé trai chạy tới gõ vào cửa sổ xe, tiếp theo sau còn có những tên tép diêu trên tay cầm gậy sắt. Eunha do dự không biết quyết định thế nào, bởi vì khách hàng lần này là một người đàn ông, căn cứ vào quy định trong nghề, chỉ khi khớp với khuôn mặt trên tay thì mới cho lên xe, nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng Eunha cũng đã quyết định mở cửa xe ra, nhưng cô hoàn toàn không biết rằng, cử chỉ lương thiện này của cô sẽ khiến cô bị mất mạng. Đúng lúc cô đang tháo chạy, thì phía trước đột nhiên xuất một chiếc xe hơi khác. Eunha nhìn thấy thế thì nhanh chóng giấu cậu bé đi. Tiếp theo sau đạp thật mạnh vào chân ga chuẩn bị liều mạng so tài kỹ thuật lái xe, nhưng thật không ngờ, một người đàn ông không biết từ đâu chui ra, nhìn vào cậy gậy bóng chày trên tay anh ta và đánh mạnh vào cửa sổ xe của đối phương. Bởi vì vụ việc xảy ra quá đột ngột, đối phương trực tiếp va chạm với lề đường. Sau khi đối chiếu với bức ảnh, thì Eunha phát hiện ra người đàn ông này chính là khách hàng đã đặt xe hôm nay, và anh ta cũng là cha của đứa trẻ này. Eunha nhìn thấy thế thì vội vàng bỏ trốn. Sau khi lái xe tới địa điểm được chỉ định, lập tức bỏ lại cậu bé Seowon để tự mình rời khỏi đây. Dù sao thì làm nghề này, lo chuyện bao đồng cũng đồng nghĩa là nộp mạng. Không ngờ Seowon lại đi theo phía sau lưng của Eunha. Khi nhìn thấy không thể nào cắt đuôi được, Eunha đành phải đem toàn bộ vụ việc báo lại cho ông chủ biết. Sau khi có được chỉ thị, cô đã mang cậu bé giao cho một ông chú, sau đó lấy tiền và bỏ đi. Nhưng khi mở túi xách ra, vô số những tờ tiền giấy trực tiếp rơi rớt ra ngoài. Eunha nhìn thấy số tiền đó thì trong lòng lại không nỡ, vội vàng quay đầu lại để đi tìm kiếm cậu bé Seowon và đưa cậu bé tới một khách sạn để ở qua đêm. Và rồi chính vào lúc này, tên đại ca Hắc Bang muốn bắt giữ cậu bé Seowon lại đi tới cục cảnh sát. Càng kỳ lạ hơn nữa, những cảnh sát trong này đều vẫy tay chào hỏi hắn ta. Hiển nhiên hắn ta vẫn còn có một thân phận khác, đó chính là cục trưởng cục cảnh sát. Tiếp theo sau, thông qua hệ thống nội bộ, Kyung Pil đã nhanh chóng tìm thấy vị trí của Seowon, lái xe đuổi theo tới khách sạn nơi họ đang ở. Không ngờ những tay cảnh sát dưới quyền lại là một tên đần độn, trực tiếp kích hoạt cạm bẫy mà Eunha đã giăng sẵn. Sau khi nghe thấy tiếng động vang lên, Eunha nhanh chóng hóa trang cho bản thân, chuẩn bị đưa Seowon trốn khỏi nơi đây. Và rồi chính vào lúc ở thang máy, lúc cánh cửa thang máy sắp đóng lại, không ngờ sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra một lần nữa. Chưa bao giờ nhìn thấy qua một cô gái không sợ chết như thế, bị kẻ xấu cầm súng chỉ thẳng vào người mà vẫn điềm tĩnh như không. Kyung Pil nói với Eunha rằng, không giao Seowon ra thì sẽ giết chết cô ngay lập tức, nhưng cô cũng không phải là loại tay vừa đâu. Nhân lúc Seowon cắn vào chân hắn, Eunha đã nhanh chóng cướp được khẩu súng của hắn. Tình thế phút chốc đã bị đảo ngược. Tiếp theo sau dẫn theo Seowon vội vàng rời khỏi đây. Tại sao Kyung Pil lại không chịu buông tha cho Seowon? Thì ra trên người Seowon có chìa khóa của một kho vàng.
Trong kho có tổng cộng 30 tỷ tiền mặt. Vì muốn đoạt lấy số tiền khổng lồ này, Kyung Pil đã phái ra một đội sát thủ độc ác tàn nhẫn, giúp đỡ mình tìm kiếm Eun-ha và Seo-won. Nhưng họ chỉ tìm được ông chủ của Eun-ha mà thôi. Không còn cách nào khác, bọn chúng đành phải đánh ông chủ của Eun-ha một trận. Không ngờ ông ấy lại lén lút ấn vào nút phát thanh, để đem cuộc nói chuyện của những kẻ xấu phát ra cho Asif biết, để cho anh ta nhanh chóng bỏ trốn. Asif ý thức được nguy hiểm đang cận kề, đã đem giấu Seo-won vào trong cốp xe hơi. Nhưng anh ta còn chưa kịp phát huy, thì đã bị đàn em của Kyung Pil chế phục. Bọn chúng đè Asif xuống dưới chân dự định cho anh một trận nhớ đời. Rất may ông chủ đã xuất hiện kịp thời để ngăn cản, bởi vì ông ấy đã nói ra thứ mà Kyung Pil muốn có nhất. Tiếp theo sau, ông đi tới trước cửa tủ bảo hiểm của mình. Không ngờ sau khi ông ấy nhập mật mã vào, thứ ông ấy lấy ra lại là một khẩu súng. Chỉ vài phát súng đã có thể bắn hạ những tên thuộc hạ của Kyung Pil. Nhưng cuối cùng một mình khó chống lại số đông, Kyung Pil một phát súng bắn ngay vào cơ thể của ông. Sau đó sắp xếp đàn em đi bắt Seo-won. Rất nhanh bọn chúng đã mang cậu bé tới. Lúc này Eun-ha cũng vừa trở về cứ địa, nhìn thấy Seo-won đã bị bắt giữ và ông chủ đã bị giết hại. Trong lòng cô rất đau khổ, nhưng cô cũng đã nhanh chóng biến nỗi đau thành sự phẫn nộ. Cô giữ chặt cây thuốc Nervit, quyết định liều mạng một phen, kéo công tắc nguồn điện xuống. Phút chốc giải quyết xong một người, sau đó người thứ hai, người thứ ba. Đúng lúc cô chuẩn bị giết chết luôn Kyung Pil thì lại hứng nguyên một gậy vào người. Tiếp theo sau, hai người lao vào nhau. Asif nhân cơ hội đó nhặt lấy cây xà beng, đập thật mạnh vào chân của Kyung Pil. Tiếp theo sau, vội vàng dẫn Seo-won chạy trốn ra ngoài. Eun-ha nhìn thấy thế vội vàng chạy tới giúp đỡ. Nhưng dù sao thì cô cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, hoàn toàn không phải là đối thủ của những tên đàn ông to con này. Sau đó đành phải trốn ra ngoài từ cửa sổ, lái xe đi tìm kiếm Seo-won. Đợi sau khi Seo-won lên xe, không ngờ Kyung Pil lại đón ngay trước mặt. Hắn ta khống chế Seo-won, sau đó ném Seo-won xuống biển ở phía sau lưng. Eun-ha vội vàng lao nhanh tới nhưng bị trúng đạn. Eun-ha sau khi nhảy xuống nước đã đẩy Kyung Pil ra, một lần nữa tìm thấy Seo-won. Nhưng chính vào lúc cô đang định bơi lên trên, thì Kyung Pil đã còng tay của mình, cùng với chân của Eun-ha lại với nhau. Cô thấy thế vội vàng lấy hết sức đẩy Seo-won lên mặt biển. Còn bản thân cô thì cùng với Kyung Pil chìm sâu xuống đáy đại dương. Một người có trái tim lương thiện, cũng giống như một ngọn đèn đang tỏa sáng, có thể chiếu sáng cho những người xung quanh, cũng có thể sưởi ấm cho bản thân. Trái tim lương thiện không cần phải truyền dẫn và ép buộc, chỉ cần truyền tải lẫn nhau. Cuối cùng Tùng Ca tóm gọn lại như sau: kỹ thuật lái xe của cô gái đặc biệt lợi hại, bẻ lái trượt bánh sau cực kỳ ngoạn mục, chỉ trong chốc lát đã quay đầu xe thành công, khiến cho hành khách hồn phách cũng rơi rất mất. Tùng Ca kể chuyện điện ảnh, chỉ kể những câu chuyện hay mà thôi.